công an vào cuộc xác minh nghi vấn cán bộ quản lý đền Hoàng Mười biển thủ tiền công đức. Nhiều cảnh sát khám xét một ủy ban nhân dân xã tại Đồng Nai. Một nhà hàng ở Hải Dương bị tố chặt chém gần 6 triệu bữa ăn. Bà Trương Mỹ Lan từng cho một đồng phạm hơn 2.200 tỷ đồng. Xử lý hai cụm rạp để khán giả dưới 18 tuổi xem phim của Trấn Thành. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung tố nhà hàng 100 Huy Hạnh, địa chỉ 84 đường Lê Thánh Tông, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, lấy giá cao hơn bình thường khi khách vào ăn uống. Theo nội dung bài viết, ngày 27 tháng 2, một đoàn khách từ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh gồm 17 người vào nhà hàng 100 Huy Hạnh để ăn trưa. Theo hóa đơn, nhà hàng đã thu 900.000 đồng 3 đĩa tôm chao, 900.000 đồng 3 đĩa cá bống chiên, 900.000 đồng 3 đĩa châu xào, 1.050.000 đồng 3 đĩa gà rang, 1.200.000 đồng 3 bát canh cá ngạnh, 750.000 đồng 3 đĩa ốc xào chuối đậu và 150.000 đồng tiền cơm. Tổng hóa đơn là 5.850.000 đồng cho 17 người ăn. Theo phản ánh, ăn cơm bình dân như vậy là đắt. Hơn nữa, tôm giống loại tôm càng xanh nhưng chỉ nhỏ bằng ngón tay út trẻ em. Món ốc chuối đậu chỉ có ốc và chuối không có đậu. Canh cá ngạnh không khác gì cá chê đông lạnh và nấu chưa chín. Món gà gọi một con nhưng khi đem ra chỉ đựng vừa một đĩa loại nhỏ. Liên quan đến vụ việc, đại diện nhà hàng Huy Hạnh cho biết nhà hàng không bán chặt chém đối với các thực khách bởi riêng tôm sông nhà hàng mua vào đã 500.000 đồng 1kg. Cá bống cũng mua tại thuyền chài, các thực phẩm chế biến nhà hàng toàn lấy nguồn gốc xịn. Khi đoàn khách đến ăn, họ bảo làm theo đĩa và có hỏi giá. Khi ăn xong họ trả tiền, còn cười nói vui vẻ. Ngay cả trưởng đoàn cũng hẹn nhà hàng bao giờ có dịp thì sẽ gặp nhau dưới thành phố Hạ Long. Tuy nhiên, sau đó thì lại xuất hiện thông tin phản ánh như trên ở trên mạng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phả Lại cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã đến nhà hàng để kiểm tra xác minh. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nhà hàng không chặt chém đoàn khách. Đoàn khách và nhà hàng cũng có thỏa thuận và trả tiền, nhưng về lại có người đăng tải thông tin như vậy. Được biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cũng đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh phản ánh để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và nghiêm túc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ không đúng quy định. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 2, nhiều cảnh sát mặc thường phục đi trên hai ô tô công vụ đến khám xét tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, chiều ngày 28 tháng 2, nhiều cảnh sát mặc thường phục và sắc phục bước xuống từ hai chiếc ô tô biển số xanh. Lực lượng cảnh sát có đưa một số người được cho là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hưng cùng vào bên trong phòng làm việc để khám xét. Khoảng hơn một giờ sau, việc khám xét đã kết thúc, lực lượng cảnh sát đưa số người này lên ô tô đi. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng làm việc với một số cán bộ là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hưng để điều tra về sai phạm trong quản lý đất đai và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến một vụ án đã được khởi tố trước đó. Vụ việc liên quan đến việc các cán bộ xã đã buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn để khai thác đất trái phép tràn lan trong nhiều năm qua, gây thiệt hại cho nhà nước. Một lãnh đạo huyện Xuân Lộc cho biết, vụ việc đã bị khởi tố từ năm 2023, đến nay thì cơ quan điều tra tiến hành khám xét, bắt tạm giam cá nhân có liên quan đến sai phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, liên quan đến nghi vấn cán bộ quản lý đền Hoàng Mười Nghệ An biển thủ tiền công đức thông qua một video được phát tán trên mạng xã hội. Mới đây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã đề nghị công an vào cuộc xác minh, đồng thời yêu cầu ban quản lý đền Hoàng Mười báo cáo thông tin sự việc. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, huyện này đã yêu cầu đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, nghi vấn cán bộ ban quản lý đền ông Hoàng Mười, biển thủ tiền công đức như những hình ảnh trên một video đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, dư luận xôn xao, một số cán bộ trực tại đền Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của đền. Theo hình ảnh của đoạn video ghi lại, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các ban thờ trong đền rồi bỏ vào trong các két sắt công đức. Tuy nhiên, người này đã lấy tiền trên các bàn thờ rồi lại nhét vào vỏ hộp bánh quy đã bóc sẵn, sau đó thì đưa về cất giấu tại giường của cá nhân.
Vị lãnh đạo huyện Hưng Nguyên chia sẻ, theo như đoạn video phản ánh của cơ quan báo chí, thì nhóm người này là cán bộ trực tại Ban Quản lý Đền. Còn đúng hay không thì phải kiểm tra và xác minh mới biết kết quả chính xác. Hiện lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã yêu cầu Ban Quản lý Đền Hoàng Mười báo cáo thông tin liên quan đến sự việc. Cùng với đó, để có thông tin khách quan và thông tin chính thức trả lời các cơ quan báo chí, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã đề nghị công an huyện vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, đồng thời công bố kết luận đến các cơ quan thông tin đại chúng và người dân. Ngày 29 tháng 2, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với công an quận 12 điều tra vụ tai nạn làm 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 28 tháng 2, một người đàn ông chừng 30 tuổi mặc đồ xe ôm công nghệ điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Bình Dương chở người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Quang Trung đi ngã tư An Sương. Đến ngã tư An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, tài xế chuyển hướng xuống dạ cầu để rẽ về quốc lộ 22 thì xảy ra va chạm với xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh. Sau va chạm, hai người trên xe máy ngã xuống đường và bị xe tải cán qua làm tử vong tại chỗ. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm ở sau bánh xe tải, kế bên là hai nạn nhân và cả hai phương tiện đều nằm trong lối rẽ dành cho xe tải. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực này bị ùn ứ. Sau đó, lực lượng chức năng đã phải mở rộng, bố trí làn đường chuyển hướng riêng biệt dành cho xe máy, xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1 muốn rẽ về quốc lộ 22 để kéo giảm tai nạn. Nguyên nhân của vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Ngã tư An Sương được người đi đường gọi là ngã tư tử thần vì thường xảy ra các vụ tai nạn thương tâm giữa xe máy với xe tải và xe container. Tổ công tác số 2 Bộ Công an phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 26 tháng 2 năm 2024 khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy tại km số 657+300 trên đường Lý Thánh Tông thuộc xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng công an đã dừng phương tiện xe mô tô mang biển kiểm soát 73K1-21067 do một thanh niên điều khiển để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, thanh niên bất ngờ bỏ chạy. Tổ công tác lập tức tiến hành truy đuổi và bắt giữ thành công. Tiến hành khai thác, đối tượng khai tên là Trần Văn Lợi, sinh năm 1990, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Lực lượng chức năng cũng phát hiện bên trong túi áo của Trần Văn Lợi có 2 túi ni lông chứa tổng cộng 1.980 viên nén hình tròn, dạng thuốc tân dược. Đối tượng khai nhận số viên nén này là ma túy tổng hợp loại hồng phiến. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ngay sau đó đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng liên quan, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Lợi để tiếp tục công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, liên quan đến việc thanh tra ban đầu về việc học sinh vô tư vào rạp xem phim Mai, dù phim dán nhãn 18+, Tránh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Thanh Liêm cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về kết quả thanh tra ban đầu. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo qua điện thoại về kết quả kiểm tra, đồng thời xử lý 2 cụm rạp vi phạm để xảy ra tình trạng này. Việc kiểm tra độ tuổi xem phim được đẩy mạnh sau khi có phản ánh cho rằng một số cụm rạp để lọt học sinh dưới 18 tuổi xem phim Mai của Trấn Thành, vốn là phim dán nhãn 18+. Trước đó, vào ngày 22 tháng 2, ông Lê Thanh Liêm, Tránh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, việc kiểm tra đôn đốc các rạp chiếu phim phải làm đúng quy định, đảm bảo tuổi vào xem phim đúng quy định dán nhãn, và đây nên là việc làm thường xuyên, chứ không riêng gì với phim Mai. Nếu các rạp không làm nghiêm ngặt khi kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm, Bộ sẽ xử lý nghiêm. Việc này cũng được ghi cụ thể ở quy định phổ biến phim trong các rạp chiếu phim, phổ biến phim trên không gian mạng. Người đứng đầu rạp chiếu phim sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát độ tuổi của người xem phim. Đồng thời, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc kiểm tra, giám sát tình hình một số rạp khác có tình trạng để khán giả dưới 18 tuổi vào xem phim Mai như trên mạng xã hội đã phản ánh. Quyết định 320 của Bộ Công an công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, trong đó có nhiều thủ tục về đăng ký cư trú được thực hiện qua VNeID. Tại quyết định số 320 của Bộ Công an,
Bộ đã sửa đổi 11 thủ tục hành chính về đăng ký cư trú, gồm đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú. Các thủ tục này đều do công an cấp xã thực hiện theo thông tư số 66 năm 2023 của Bộ Công an, sửa đổi thông tư số 57 năm 2021 của Bộ Công an về quy trình đăng ký cư trú. Để thực hiện các thủ tục trên, ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp tại công an cấp xã, Bộ Công an còn hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các cổng dịch vụ công trực tuyến như trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng VNEID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật. Các thủ tục trên tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của pháp luật. Quyết định này thay thế quyết định số 5548 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký cư trú và lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, và quyết định số 4088 của Bộ Công an về thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Công bố kèm theo quyết định này là các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và các thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, có danh mục nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Khoảng 2 tuần trở lại đây, thị trường lan đột biến hay còn gọi là lan va có dấu hiệu nóng trở lại khi xuất hiện nhiều cú bắt tay giao dịch với giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong đó, các loại lan va được tìm kiếm nhiều nhất là 5 cánh trắng Bảo Duy, Tuyết Đỉnh Hồng, Vĩnh Khang, Đại Cát và Ngọc Sơn Cước. Một người chơi lan va ở Phú Thọ cho biết, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các loại lan va như Ngọc Sơn Cước, Bảo Duy dù có đắt thì giá cũng chỉ vài 3 triệu đồng một chậu to nếu chuẩn cây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người bắt tay giao dịch và đăng trên mạng xã hội với giá từ vài chục triệu đồng 1cm cho cây 5 cánh trắng Bảo Duy, Tuyết Đỉnh Hồng. Và mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện clip giao dịch chậu lan Tuyết Đỉnh Hồng với giá cả trăm triệu đồng một cây vài cm, hoặc clip vài chục nhà vườn tập trung để mua cây. Dẫu vậy, nhiều người chơi hoa cho rằng đó chỉ là cách một số nhà vườn lớn bắt tay nâng giá lan va để lùa gà. Một chủ vườn ở Thanh Hóa cho biết, bản thân anh cũng sở hữu một số loại hoa lan như Bảo Duy, Ngọc Sơn Cước. Tuy nhiên, khi liên hệ thì những người hỏi mua, họ trả giá rất rẻ, thậm chí còn hỏi vòng vo và cuối cùng là từ chối không mua. Theo chủ vườn này, thì đây là chiêu trò của những nhà vườn lớn dẫn dắt để những người tham lao vào đầu tư, mua lan va trong vườn của họ. Tuy nhiên, người dân bây giờ cũng tỉnh bởi bài học năm 2021-2022 đã khiến nhiều người mất nhà cửa, đất đai, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Giáo sư Trần Duy Quý, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh Hoa Lan Việt Nam cho biết, gần đây giá lan va có nhích hơn so với trước đó. Lý do là vào mùa làm giống nên anh em chơi hoa lại trao đổi nhiều hơn. Hơn nữa, sau một thời gian trồng, chăm sóc, lan va đã trổ bông, người chơi đã biết được mặt bông hoa chứ không còn tù mù và mua sai cây như trước. Giáo sư Trần Duy Quý cũng cho rằng, dù giá lan va có nhích hơn nhưng chưa bằng 1/1000 so với lúc sốt. Hiện lan va đã trở về với giá trị thực của nó, tức là phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng và ai cũng có thể chơi được. Trước đó, vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, lan va đã tạo nên cơn sốt trên thị trường khi giá được đẩy lên rất cao. Thời điểm sốt, loại 5 cánh trắng Bảo Duy có giá từ 2 đến 3 tỷ đồng 1cm, 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước có giá 1 tỷ đồng 1cm, Bạch Tuyết khoảng 100 triệu đồng 1cm. Loại lan va rẻ nhất là 5 cánh trắng Hiển Oanh cũng có giá khoảng 5 triệu đồng 1cm và 5 cánh trắng Phú Thọ khoảng 1,2 triệu đồng 1cm. Thậm chí nhiều người còn mua lúa non, tức chưa thấy cây đâu nhưng đã đặt vài trăm triệu đồng để mua lan va. Đến giữa năm 2022, thị trường lan va trầm lắng và năm 2023 thì xuống đáy, trở về với giá trị thực. Đến cuối năm 2023, chỉ từ 100.000 đồng, người chơi có thể mua một chậu lan va to. Thậm chí là lan va đã có nụ, có hoa như Hiển Oanh, Phú Thọ, chỉ khoảng 200.000 đồng với một cây từ 1 đến 2 thân. Theo tìm hiểu, cơn sốt lan va năm 2021-2022 đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh tan cửa nát nhà và nợ ngân hàng. Đơn cử như một chủ trang trại ở Tuyên Quang cho biết đã đầu tư vài cây, chỉ trong 2 tuần thì đã có lãi 500 triệu đồng. Ham quá, người này đã huy động người thân, anh em rồi vay lãi đầu tư vào vườn lan va.
Tuy nhiên, sau một thời gian, thị trường lan va sập, chủ trang trại này đã phải bán hết đất đai, nhà cửa, tài sản nhưng vẫn chưa hết nợ. Hiện gia đình vẫn còn nợ khoảng 10 tỷ đồng từ một chủ trang trại có chục tỷ tiền tiết kiệm, đất vài mảnh nhưng chót vào lan va, gia đình anh đã mất hết và bây giờ thì anh xác định làm cả đời cũng chưa hết nợ. Thành phố Hà Nội vừa xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Dự kiến phương án này sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề cuối tháng 3 năm 2024. Sau đó, thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, các quận, huyện, thị xã có đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập gồm Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đống Đa, Long Biên, Đan Phượng, Thường Tín, Quốc Oai và Sơn Tây. Trong đó, quận Đống Đa dự kiến sáp nhập 6 phường thành 4 phường. Cụ thể, nhập Khâm Thiên và Trung Phụng thành một phường mới, một phần của phường Ngã Tư Sở sẽ sáp nhập vào Khương Thượng, còn lại vào Thịnh Quang. Một phần của phường Trung Tự sẽ được sáp nhập với Phương Liên, phần còn lại nhập vào Kim Liên. Ở quận Hai Bà Trưng, thành phố đề xuất nhập 7 phường thành 4 phường, trong đó phường Đồng Nhân và Đống Mác thành đơn vị hành chính mới. Một phần của phường Cầu Dền vào phường Bách Khoa, còn lại sáp nhập vào phường Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi được sáp nhập vào Bạch Mai. Tại quận Thanh Xuân, 4 phường được đề xuất sáp nhập thành 2 phường, gồm Thanh Xuân Bắc với Thanh Xuân Nam, Hạ Đình với Kim Giang. Tại quận Hà Đông, thành phố dự kiến sáp nhập 3 phường gồm Yết Kiêu, Nguyễn Trãi và Quang Trung thành một đơn vị hành chính mới. Tại quận Long Biên, 3 phường được sáp nhập để giảm còn 2 phường, trong đó một phần diện tích của phường Sài Đồng dự kiến sáp nhập vào phường Phúc Đồng và phần còn lại vào phường Phúc Lợi. Đối với thị xã Sơn Tây, phương án sáp nhập 3 phường vào một bao gồm Lê Lợi, Ngô Quyền và Quang Trung. Ở các huyện Ứng Hòa sẽ sáp nhập 14 xã thành 5 xã, các huyện còn lại là Đan Phượng, Thường Tín và Quốc Oai cùng có phương án giảm 4 xã. Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong giai đoạn từ 2023 đến 2025, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, Hà Nội dự kiến có 173 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp lại. Thành phố đã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Bộ Nội vụ thống nhất thông qua. Theo phương án này, sau khi thực hiện việc sắp xếp, thành phố giữ nguyên 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận và 1 thị xã. Đồng thời, dự kiến giảm 70 đơn vị hành chính cấp xã, chỉ còn 509 đơn vị, bao gồm 321 xã, 168 phường và 20 thị trấn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi sắp xếp, thành phố sẽ phải thực hiện bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, trụ sở, tài sản công tương đối lớn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, có những đơn vị hành chính, dù diện tích nhỏ, dân số lớn nên thuộc diện phải sắp xếp, nhưng không được thực hiện trong 2 năm tới. Cụ thể như quận Hoàn Kiếm có diện tích tự nhiên là 5,35 km2, nhưng dân số lại hơn 212.000 người. Quận Đống Đa có diện tích 9,94 km2, nhưng dân số là 325.000 người. Nội dung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối tháng 3 tới đây. Những ngày qua, tại nhiều cửa hàng mua bán vàng trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy, Hàng Bạc, Hà Trung, Hà Nội, khi hỏi mua vàng nhẫn trơn tròn đều nhận được thông tin không có hàng hoặc hết hàng. Tại chi nhánh SGC miền Bắc trên phố Giang Văn Minh, nhân viên ở đây cho biết không còn nhẫn tròn trơn. Khi hỏi các loại vàng miếng SGC truyền thống, một chỉ thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là không có. Trong khi đó, nhân viên tại chi nhánh SGC ở 18 Trần Nhân Tông cho hay không còn loại nhẫn một chỉ còn loại vàng nhẫn 0,5 phân và vàng miếng SGC. Cũng chỉ có loại một lượng, loại vàng miếng một chỉ cũng không còn. Thực tế, những ngày qua, không ít tiệm vàng ở Hà Nội báo cháy vàng nhẫn, chỗ khác lại báo cháy vàng miếng. Không chỉ khan hiếm, giá vàng trong nước cũng tăng phi mã. Các doanh nghiệp vàng như Bảo Tín Minh Châu, Doji niêm yết giá vàng nhẫn lên tới hơn 66 triệu đồng một lượng. Theo đó, công ty vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn loại vàng 4.9 tới 65,13 triệu đồng một lượng mua vào, 66,23 triệu đồng một lượng bán ra, là mức cao nhất từ trước đến nay. Công ty Doji cũng niêm yết giá bán vàng 4.9 ở mức cao, dao động từ 65,75 đến 66 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC giao dịch tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn khu vực Hà Nội ở quanh mức 77,1 đến 78,9 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng so với kết phiên ngày 28 tháng 2. Chênh lệch mua vào bán ra ở mức 1,8 triệu đồng một lượng,
Dù trên thế giới, giá vàng đã đảo chiều, giảm từ 5,7 đô la Mỹ một ounce và đứng giữa ngưỡng 2.032,2 đô la Mỹ một ounce. Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm của hầu hết các ngân hàng duy trì ở mức dưới 5% một năm, nhiều người dân đã chọn vàng là kênh đầu tư tích lũy tài sản, khiến giá của kim loại quý này ở trong nước những ngày qua liên tiếp duy trì ở mức cao. Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá thế giới từ 18 đến 19 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng liên tiếp, vượt 65 và 66 triệu đồng một lượng. Kể từ sau các quyết sách điều chỉnh thị trường vàng miếng, vàng nhẫn, trang sức đang có xu hướng leo cao so với SJC truyền thống. Người dân có xu hướng mua vàng nhẫn trong gần 2 tháng đầu năm vừa qua là do giữ vàng nhẫn. Vàng trang sức có thể có lãi hơn vàng miếng. Nhiều người lo ngại rằng nếu ngân hàng nhà nước thay đổi chính sách quản lý thị trường vàng, xem xét lại việc độc quyền, giá vàng SJC có thể giảm mạnh, về gần hơn so với giá thế giới quy đổi. Bên cạnh đó, tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cũng là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, nhiều người tổ chức đám cưới, nhu cầu của loại vàng này lại tăng cao. Bên cạnh đó, việc các cơ quan chức năng đẩy mạnh triệt phá các đường dây mua bán vàng lậu trong vài năm qua, trong đó có vụ khởi tố chủ tịch công ty vàng Phú Quý về tội trốn thuế và liên quan đến đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam vào hồi giữa năm 2023 cũng có thể khiến nguồn cung vàng nguyên liệu trên thị trường khan hiếm hơn. Tiêu thụ vàng trang sức trong nước được dự báo sẽ tăng trưởng dương trong năm 2024 khi nền kinh tế phục hồi mạnh hơn và thu nhập của người dân được cải thiện. Theo SSI Research, mức tiêu thụ trang sức kỳ vọng tăng ở mức một chữ số trong năm 2024 sau khi giảm khoảng 10% vào năm 2023. Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước giải bài toán nguồn cung, cho phép các doanh nghiệp lớn có uy tín nhập khẩu vàng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu vàng trang sức, vàng nhẫn, qua đó thu hẹp khoảng cách với giá của thế giới. Cùng với đó, doanh nghiệp kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định số 24 năm 2012 về quản lý kinh doanh vàng theo hướng cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng SJC, tăng cung cho thị trường. Tuần tới, bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm sẽ bị xét xử sơ thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Trong số các đồng phạm của bà Lan bị xét xử về tội tham ô tài sản, ông Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt, từng được bà Lan hào phóng cho hơn 2.204 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, tháng 4 năm 2021, bà Trương Mỹ Lan trao đổi, thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước về việc chuyển nhượng dự án Thanh Yến thuộc địa phận thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho ông Trước và cho công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều bất thường là ông Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Số tiền nhận nợ là 3.500 tỷ đồng, trong đó có 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB. Ông Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên của công ty Tường Việt liên hệ với SCB thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập công ty Thuận Tiến và công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay vốn. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, SCB ký thỏa thuận cho vay với công ty Thuận Tiến và công ty Khánh Minh, số tiền vay giải ngân lần lượt là 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng. Ngay sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và các công ty thuộc nhóm bà Lan Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan. Bà Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung là cựu phó tổng giám đốc SCB làm hồ sơ cho công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng mà thực chất là rút tiền từ SCB để bà Lan cho ông Dương Tấn Trước. Ngoài ra, ông Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên phối hợp với SCB đưa công ty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng mua bán khống giữa công ty Việt Đức và các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức hóa phương án vay. SCB đã giải ngân tổng số tiền 1.498 tỷ đồng. Bà Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỷ đồng, sau đó lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền, chuyển cho ông Trước bù vào số tiền giữ lại. Cơ quan điều tra xác định, ông Trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt của SCB 4.700 tỷ đồng, gây thiệt hại 605 tỷ đồng. Ông Trước cũng nhận của bà Lan số tiền hơn 2.697 tỷ đồng và đưa lại cho bà Lan 492,5 tỷ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng. Theo cáo trạng vụ án, để che giấu bưng bít cho các sai phạm và để ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt được tái cơ cấu, bà Lan đã chỉ đạo cấp dưới là Võ Tấn Hoàng Văn,
cựu tổng giám đốc SCB dùng 5,2 triệu đô la Mỹ để mua chuộc bà Đỗ Thị Nhàn, là cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước. Theo lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn, quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất tại SCB là cho vay tín dụng đối với các công ty liên quan đến bà Lan. Hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền cho vay lớn, nguy cơ không thu hồi được. Khi đó, chính bà Nhàn và một số cấp dưới đã trao đổi với Văn về những vi phạm nói trên và cho biết SCB phải bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Bà Nhàn đặt vấn đề với Văn về việc muốn gặp bà Lan để làm rõ những vi phạm nói trên. Văn đã báo cáo bà Lan và chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý. Hai người phụ nữ có cuộc gặp vào cuối tháng 10 năm 2017 ở tòa nhà Seawoods Residence. Sau cuộc gặp, Văn được bà Lan trao đổi lại là được bà Nhàn yêu cầu bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB, chủ động tất toán, dọn sạch dư nợ của nhóm 71 khách hàng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Nếu thực hiện theo, đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay, chỉ xử lý hành chính. Bà Lan đã chỉ đạo Văn và ba người khác ở SCB chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay này, thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm Vạn Thịnh Phát cho vay mới để tất toán nợ vay, đồng thời báo cáo số dư nợ bằng văn bản cho đoàn thanh tra để đoàn không kiểm tra, xác minh thực tế khách hàng, phương án, dòng tiền tất toán các khoản vay. Văn cũng được bà Lan giao trách nhiệm dẫn đoàn SCB ra Hà Nội để giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn và đoàn thanh tra. Theo lời khai của cựu tổng giám đốc SCB, bị cáo này thừa nhận đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Lan tổng 5,2 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan. Về nguồn tiền đưa hối lộ cho Nhàn, Văn khẳng định đây là nguồn tiền riêng của bà Lan được chuyển tiền từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra đổi thành đô la Mỹ. Theo cáo buộc, sau khi nhận tiền, bà Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho nhà băng này được thực hiện tái cơ cấu. Quá trình điều tra, bà Lan thừa nhận có gặp gỡ riêng bà Nhàn nhưng không thừa nhận việc chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn. Còn bị cáo Nhàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, người phụ nữ này đã nộp lại số tiền 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Căn cứ vào lời khai của những bị cáo khác, người liên quan, tài liệu trong vụ án, nhà chức trách xác định bà Lan đã chỉ đạo ông Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Nhàn. Hành vi của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ theo khoản 4, điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu cầm đầu. Về phần ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với nhà chức trách, làm rõ vụ án. Căn cứ theo điểm C, khoản 2, điều 29 và khoản 7, điều 364 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, không xử lý ông Văn về tội đưa hối lộ. Thưa quý vị, trong vụ án Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ những phương thức, thủ đoạn phạm tội. Đáng lưu ý trong đó có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, mang tính hệ thống, cấu kết chặt chẽ trong quá trình gây án. Trong đại án xảy ra tại ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, cấu kết chặt chẽ của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đầu tiên phải kể đến thủ đoạn thâu tóm cổ phần ngân hàng SCB. Lợi dụng cương vị là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết, để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty nói trên, cũng như việc liên tục đầu tư các dự án bất động sản, Trương Mỹ Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, trong đó có hoạt động cho vay. Do đó, từ trước thời điểm hợp nhất, bị can Trương Mỹ Lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của ba ngân hàng. Sau khi hợp nhất,
bị can Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên đến 91,545% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đến tháng 10 năm 2022, bị can Lan đã sở hữu chi phối gần 1,4 tỷ cổ phần của ngân hàng SCB, chiếm 91,536% vốn điều lệ, do 27 pháp nhân trong và ngoài nước, cá nhân đứng tên giúp. Trong đó, bị can Mỹ Lan trực tiếp đứng tên sở hữu 75.888.800 cổ phần, chiếm 4,982% vốn điều lệ. Tiếp đó, bị can Mỹ Lan đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong quá trình chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, đưa các cá nhân thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nghe theo sự chỉ đạo của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát, trả mức lương hậu hĩnh từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng một tháng và tặng thưởng tiền cổ phần SCB. Để thông qua các cá nhân này, Mỹ Lan đã điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, trong đó có hoạt động cho vay như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Tạ Chiêu Trung, Trần Thị Mỹ Dung. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng qua các đối tượng chủ chốt, Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác. Sau đó, Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Để rút được tiền từ ngân hàng SCB, Mỹ Lan đã điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín giữ vai trò chủ chốt tại ngân hàng và tập đoàn Vạn Thịnh Phát bao gồm Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh để chỉ đạo các đối tượng khác tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, cấu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền. Một thủ đoạn tinh vi khác là thành lập các đơn vị thuộc ngân hàng SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan. Cụ thể, do nắm được hoạt động của các chi nhánh chịu sự kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, nên từ năm 2020, Mỹ Lan đã chỉ đạo Đinh Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, thành lập 3 đơn vị cho vay chỉ để phục vụ cho các khoản vay của bà Lan, bao gồm Trung tâm Kinh doanh Khách hàng WorldSale, kênh kinh doanh trực tiếp thuộc khối doanh nghiệp, có đơn vị trực thuộc là HUB, kinh doanh trực tiếp khách hàng doanh nghiệp. Kênh kinh doanh trực tiếp khối dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân, có đơn vị trực thuộc HUB cho vay bất động sản Hồ Chí Minh 2. Cả 3 đơn vị này có chức năng cho vay như các chi nhánh nhưng trực thuộc quản lý điều hành của hội sở ngân hàng SCB, không có bộ phận kho quỹ và con dấu riêng mà sử dụng con dấu của đơn vị khác khi hoạt động, và chỉ lập hồ sơ cho vay đối với các khoản vay của bà Mỹ Lan. Từ ngày 3 tháng 6 năm 2020 đến ngày 24 tháng 6 năm 2020, các đơn vị cho vay trên đã lập hồ sơ giải ngân cho gần 400 khoản vay, tổng dư nợ là 212.725 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 185.183 tỷ đồng, nợ lãi trên phí là 27.542 tỷ đồng, chiếm 38,27% dư nợ gốc các khoản vay của bà Mỹ Lan. Đặc biệt, thủ đoạn chỉ đạo thành lập các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân khác đứng tên hồ sơ, cổ phần, tài sản đảm bảo, ký hợp thức chứng từ rút nộp tiền để tạo hồ sơ cho vay vốn khống, rút tiền của ngân hàng SCB. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, việc thành lập các công ty ma được Trương Mỹ Lan giao cho Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Trưởng Văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phụ trách và phối hợp cùng Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh là Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Peninsula thực hiện, bao gồm đặt tên, tìm địa chỉ trụ sở công ty, tìm thuê người đứng tên người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của bà Mỹ Lan cùng đồng phạm. Nguyễn Ngọc Dương đã chỉ đạo Trần Thị Kim Chi, Bùi Đức Khoa,
tìm người đứng tên theo yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho Phan Chí Luân quản lý, cập nhật danh sách. Các công ty ma và các cá nhân được thuê nhờ ngày càng nhiều thêm để phục vụ cho mục đích rút tiền từ ngân hàng SCB của bà Mỹ Lan. Kết quả điều tra xác định có 875 khách hàng, gồm 440 khách hàng cá nhân, 435 pháp nhân đứng tên 1.284 khoản vay, được Mỹ Lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, thuê hoặc nhờ người đứng tên. Ngày 26 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu, tên thường gọi là Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và 5 người khác. Các bị can bị khởi tố vì có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Trước khi Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu bị bắt, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn nổi tiếng khi gắn mác với loạt dự án lớn tại nhiều địa phương. Nổi bật nhất là 3 dự án BT tại sân bay Nha Trang. Các dự án này nhiều năm chậm tiến độ, không thể đưa vào khai thác vào cuối năm 2017 như doanh nghiệp đã cam kết. Ngoài ra, Tập đoàn Phúc Sơn còn bị tỉnh Khánh Hòa truy thu số tiền gần 12.000 tỷ đồng tại dự án khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang. Tập đoàn Phúc Sơn còn là chủ đầu tư khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng, dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường cùng một số dự án khác trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Ngày 19 tháng 3 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 14 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 11 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và 13 người khác bị truy tố cùng tội danh. Cơ quan truy tố cáo buộc ông Dũng cùng các đồng phạm bàn bạc lên kế hoạch thực hiện các phương án gian dối trong phát hành trái phiếu và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư lên tới hơn 8.600 tỷ đồng. Theo đó, đầu năm 2021, tình hình tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành. Để tháo gỡ, ông Dũng chỉ đạo con trai tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để huy động vốn. 3 công ty con được Tân Hoàng Minh dùng để phát hành trái phiếu là Công ty Bất động sản Ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông. Do kết quả hoạt động của cả 3 công ty không đủ điều kiện phát hành, cho bán cổ phiếu, nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế. Các báo cáo tài chính được đánh bóng, tạo lãi khống để đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty Tân Hoàng Minh để huy động chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư, tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng. Số tiền này được các bị can sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát và hai con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, cùng ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tỉnh Bình Dương, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai con gái đã cho một số người vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Khi cho vay, ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Cơ quan điều tra cáo buộc, khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ nợ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận, nhưng ông Thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối,
hoặc tạo ra lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, ba cha con chủ tịch Tân Hiệp Phát đã chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị 767 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo về việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, trú tại Hà Nội. Vũ Thị Thúy là Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Nhật Nam, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Invest, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang. Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, bà Thúy có hành vi đưa thông tin sai sự thật để huy động vốn của nhiều cá nhân, sau đó sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam được thành lập vào ngày 2 tháng 7 năm 2019. Quá trình hoạt động, công ty này liên tục đưa ra nhiều hình thức hợp tác kinh doanh với lợi nhuận cao để thu hút các nhà đầu tư rót tiền vào. Khách hàng đầu tư số tiền càng lớn có thể thu về lợi nhuận càng cao. Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng hợp tác và ngồi chờ nhận tiền, không cần tham gia bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh gì của công ty. Rất nhiều nhà đầu tư đã đi vay mượn cắm sổ đỏ ngân hàng để đầu tư và không biết phải làm thế nào để lấy lại được tiền. Ngày 18 tháng 11 năm 2023, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Cơ quan Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 3 tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Ngoài ra, còn có 85 bị can khác bị đề nghị truy tố theo các tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua nhóm lãnh đạo chủ chốt tại SCB. Bà Trương Mỹ Lan đã huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức. Cơ quan điều tra xác định, bị can Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Số tiền này đến nay, ngân hàng không thể chi trả. Và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng. Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã có các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Vụ đại án đã khiến 85 đối tượng bị truy nã, truy tố và vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Ngày 15 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí, sinh năm 1970 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, công ty An Đông thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với Nguyễn Cao Chí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Chí hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh. Nhưng khi bà Lan bị bắt, Nguyễn Cao Chí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. Ông Nguyễn Cao Chí được biết đến là đại gia tại thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, giáo dục, tài chính, dịch vụ nhà hàng như Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Capella Hospitality, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu đài Ven sông, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội. Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Thế Năng, 64 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam và Đinh Trường Trinh, 49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân. Cơ quan chức năng xác định, Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Trinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất vàng tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Trước khi bị bắt, ông Đinh Trường Trinh là người thành lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Việt Hân trong khoảng 10 năm.
công ty này cùng với các đối tác triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Thọ, Hà Nội. Thời điểm bị bắt, ông Trinh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà HDTC. Doanh nghiệp này thực hiện nhiều dự án lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như khu dân cư Bình Chưng 10 ha nằm tại quận 2, khu dân cư Bình Trị Đông rộng 28 ha nằm tại huyện Bình Chánh, khu đô thị mới An Phú An Khánh 131 ha tại quận 2, khu dân cư An Sương 65 ha tại quận 12. Ngoài ra, HDTC cũng thực hiện nhiều công trình nhà ở tái định cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay. Hãy nhấn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!